Xin chào các bạn, đây là phần 3 của những cái video liên quan tới tương lai của Ethereum cũng như là những cái suy nghĩ cá nhân mình thường muốn đem đến cho các bạn liên quan tới mạng lưới này và trong phần 3 này chúng ta sẽ chú tâm đến một điều duy nhất đó chính là liên quan tới ETM 2.0 Mạng lưới tiêu 2.0 có phải là bị trì hoãn hay là không Và có phải tiêu 2.0 mới là cái động lực khiến cho giá cả ETM sau này tăng trưởng hay không Đây chính là những gì mà chúng ta sẽ nói tới trong video này Và những bạn nào mà chưa xem phần 1 và phần 2 thì ở phía trên video các bạn sẽ tìm thấy một cái link Các bạn hãy bấm vào cái link đó để mà xem phần 1 và phần 2 để hiểu rõ hơn trước khi mà xem phần 3 Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới tương lai của Ethereum không có gì khác hơn đó chính là Ethereum 2.0 gần đây thường nhận được rất nhiều và rất nhiều những comment của các bạn hỏi về Ethereum 2.0 là đã đi đến đâu sau này sẽ ra sao tại vì chúng ta nghe nói tới là Cardano đã bắt đầu triển khai Soli thì có phải Cardano sau này sẽ tốt hơn hay là không đây là những cái câu hỏi mà thường nhận được thì để trước hết chúng sẽ chia sẻ những cái tài liệu căn bản liên quan tới Ethereum 2.0 này là như thế nào? Tại vì thường nó làm một cái video cách đây nhiều tháng liên quan tới Ethereum 2.0, nhưng mà nhiều bạn là hỏi thường về một số cập nhật bây giờ là đã đến cái mức nào? thì cách đây không lâu, cái đây chỉ có hai ngày chúng ta thấy được là có một cái AMA Ask me anything có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể lên trên mạng lưới để mà hỏi về tình hình của Ethereum và đội của Ethereum sẽ trả lời và cái À, chương trình EMA này đã xảy ra ở trên uh, cái mạng lưới Reddit thì đã có rất nhiều câu hỏi được đưa ra và một trong những điều mà các bạn thấy là có nhiều bài viết liên quan tới vấn đề này ngày hôm qua đó chính là có phải là Ethereum 2.0 sẽ bị trì hoãn hay là không thì điều mà đã được nói tới trong cái buổi EMA này ở trên Reddit là Justin Drake Justin Drake là một trong những nhà nghiên cứu của Ethereum Foundation đã nói là Ethereum 2.0 giai đoạn 0 có thể là phải đợi tới đầu năm 2021, có nghĩa là tháng 1 năm 2021 mới bắt đầu Nhưng mà sau đó thì Vitalik Buterin đã đưa ra một cái comment nói là ETM 2.0 giai đoạn 0 sẽ có sớm hơn là năm 2021 Thì đây là một cái điều mà làm cho nhiều người bây giờ là cũng khá phân vân Tại vì bây giờ trong đội của Ethereum thì có hai suy nghĩ Suy nghĩ đầu tiên là bây giờ vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm trước khi mà có thể bắt đầu giai đoạn không của Team 2.0 đó chính là các bạn cần phải có một cái testnet cái testnet đó là cần phải có người là sử dụng sau đó các bạn cần phải có những cái chiến lược như là tìm hiểu coi coi là có ai có thể hát được cái testnet đó hay là không có những cái lỗi nào cần phải sửa trước khi mà ra cái mạng lưới bị uh, tìm 2.0 giai đoạn không này cho nên những cái điều này thì mỗi một điều cần phải tốn vài tháng vài tháng cho nên bây giờ chúng ta đang ở tháng 7 thì Jason Grace và một số những cái nhà nghiên cứu có nói là có thể là tháng 1 năm 2021 chúng ta mới thấy giai đoạn không này. Nhưng mà tuy và một số như người khác lại nghĩ ngược lại nói là về một số góc độ nhìn nào đó thì item 2.0 giai đoạn không thì còn đơn giản hơn là cái item 1.0 cái phiên bản hiện tại. Cho nên vì lý do đó uh, về lực cho là chúng ta có thể là đưa ra Ethereum 2.0 càng sớm càng tốt có thể là sớm hơn là dự định có nghĩa là trước cuối năm nay cần phải có cái giai đoạn không được bắt đầu trên mạng lưới của Ethereum để khởi đầu cái Ethereum 2.0 này. Đây là hai cái ý kiến trái chiều với nhau và chúng ta bây giờ thì chưa biết được là Ethereum 2.0 là khi nào mới bắt đầu nhưng mà các bạn cũng đã thấy được là Vitalik thì đang thúc đẩy để chúng ta có được mạng lưới Ethereum 2.0 giai đoạn 0 trong năm nay và Jason Drake và một số người khác thì lại nghĩ là chúng ta cần phải có thời gian lâu hơn để mà chuẩn bị và để các bạn hiểu rõ hơn là khi chúng ta nói tới Ethereum 2.0 Ethereum giai đoạn 0, giai đoạn 1, giai đoạn 2 là như thế nào thì có thể là có nhiều bạn mới tham gia vào Ethereum thì cảm thấy là những điều này là quá phức tạp, quá khó hiểu thì đi thường giải thích một cách đơn giản để các bạn hiểu được là tình hình của Ethereum là như thế nào và 2.0 là gì thì trước hết chúng ta hãy nhìn vào cái lộ trình của Ethereum thì Ethereum khi mà mới bắt đầu thì có lộ trình là có bốn bốn cái giai đoạn giai đoạn đầu tiên là giai đoạn frontier là bắt đầu từ năm 2015 hồi tháng 7 giai đoạn thứ nhì là giai đoạn homestead là năm 2016 và giai đoạn thứ ba đây là cái giai đoạn mà nhiều người biết tới nhất tại vì à, xuất hiện vào năm 2017. Đây là cái lúc mà Ethereum bùng nổ cho nên nhiều người tham gia vào Ethereum là cái ở giai đoạn thứ ba là Metropolis năm 2017. Và giai đoạn này có hai cái cập nhật, hai cái hard fork lớn các bạn cũng đã nhớ. Cái hard fork Byzantium năm 2017 hồi tháng 10 và thứ nhì là cái hard fork Constantinople vào tháng 2 năm 2019. Và cái giai đoạn thứ tư cái giai đoạn mà nằm ở trong cái lộ trình uh, đầu tiên của Ethereum. Đó chính là một cái giai đoạn gọi là Serenity. Thì Serenity này bây giờ đã được đổi tên lại đó chính là Ethereum 2.0. Cho nên khi chúng ta nghe nói tới Ethereum 2.0 đó chính là cái lộ trình Serenity đã có trên mạng lưới của Ethereum khi mà bắt đầu từ năm 2015 chứ không phải là một cái gì đó mà mới suy nghĩ ra. Tuy nhiên cái cơ cấu làm như thế nào thì đã thay đổi rất là nhiều từ năm 2015 cho tới bây giờ và một trong những cái vấn đề mà làm cho nhiều người lo lắng đó chính là những cái sự trì hoãn trên mạng lưới của Ethereum. Tại vì Ethereum là một cái mạng lưới mà bị trì hoãn liên tục. Và thực ra khi mà nói tới trì hoãn thì cũng không công bằng lắm khi chúng ta nói tới là mạng lưới của Ethereum bị trì hoãn hoài. Tại vì ngay cả những mạng lưới như là Cardano, các bạn thấy là trong vòng 2 năm qua thì cuối cùng chúng ta mới thấy cái cập nhật Shelley được xuất hiện năm nay, năm 2000. 20 thì cũng đã bị trì hoãn rất là nhiều lần chứ không chỉ riêng là Ethereum. Nhưng mà cái sự khác biệt trong năm nay so với những cái năm khác đó chính là Cardano đã có mạng lưới Shelley, họ đã bắt đầu là khởi động mạng lưới này và coi như là họ đã đi trước một bước tuy là Cardano ra sau Ethereum nhưng mà khi mà có Shelley mà nếu như mà họ thực sự thành công thì coi như là Cardano sẽ đi trước Ethereum để mà kích hoạt staking, kích hoạt uh, PoS trong khi Ethereum bây giờ là vẫn còn đang nằm trên mạng lưới đào mạng lưới POW thì khi nào mới chuyển qua mạng lưới POS thì khi nào mà chúng ta thấy cái giai đoạn không của Ethereum 2.0 lúc đó là mới thực sự bắt đầu mạng lưới POS mạng lưới Proof Stake thì chúng ta hãy nhìn vào những giai đoạn này những giai đoạn như thế nào tại sao lại có giai đoạn không giai đoạn 1 giai đoạn 2 của ITM e 2.0 thì để hiểu một cách đơn giản giai đoạn 0 đó chính là cái giai đoạn là đầu tiên của ITM e 2.0 gọi là beacon chain thì trong cái giai đoạn 0 này cái giai đoạn đầu tiên thì lúc đó chúng ta vẫn có hai mạng lưới có nghĩa là mạng lưới ITM e 2.0 và mạng lưới ITM e hiện tại là chạy song song với nhau giai đoạn 1 là cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu thấy những cập nhật công nghệ và giai đoạn 0 chúng ta nói là mới đây là giai đoạn 0 là chuẩn đoán là sẽ ra mắt vào năm 2020 và giai đoạn 1 là sẽ bắt vào năm 2021. Thì trong cái giai đoạn 1 này là sẽ bắt đầu là có những công nghệ như là công nghệ sharding chúng ta đã từng nói tới. hiểu cách đơn giản thì sharding là một cái cách mà các bạn có thể để chia dữ liệu ra làm nhiều phần và chi tiết hơn là trên mạng lưới của team sẽ có 64 phần, 64 shard thì sẽ giải quyết được cái mạng lưới team nhanh hơn. Đây là cái lúc mà Ethereum đối với và Vitalik sẽ xử lý được nhiều giao dịch và nhiều hơn cả những mạng lưới khác như là Cardano đó là điều mà đã được nói tới bởi và Thalic và trong giai đoạn 1 này thì hai mạng lưới Ethereum 2.0 và Ethereum 1.0 nghĩa là Ethereum hiện tại vẫn tiếp tục chạy song song với nhau thì bắt đầu từ giai đoạn 0 người ta đã có thể là di chuyển đồng Ethereum từ mạng lưới 1.0 qua mạng lưới 2.0 nhưng mà tôi không khuyến khích như mà nào mà di chuyển đồng qua mạng lưới 2.0 tại vì cho đến giai đoạn thứ hai các bạn mới có thể bán được đó là lý do tại sao mà cái sự nguy hiểm sẽ tăng cao hơn chỉ dành cho những cái developer những người mà muốn đi trước để mà thử nghiệm mạng lưới thì họ mới bắt đầu tham gia vào giai đoạn số 0 hay là giai đoạn số 1 tại vì nếu như các bạn để đồng hệ tiêm của mình vào trong mạng lưới tiêm 2.0 để mà đổi qua thành tiêm 2.0 thì những đồng đó các bạn không được rút ra cho đến khi mà chúng ta có cái giai đoạn thứ hai phase 2 này có nghĩa là cái giai đoạn mà mạng lưới của Ethereum sẽ thực sự trở thành một mạng lưới Proof of Stake, các bạn có thể là bắt đầu tham gia vào staking để mà kiếm lời trên mạng lưới của Ethereum. thì lúc đó mạng lưới Ethereum 2.0 là sẽ là mạng lưới duy nhất của Ethereum. mạng lưới 1.0 sẽ bị xóa đi, mạng lưới đó là không có hoạt động nữa. là những cái đồng trên mạng lưới đó là sẽ được di chuyển qua 2.0 với một người mà sử dụng bình thường thì không gì hết các bạn có một đồng trên mạng lưới 1.0 thì sau này các bạn sẽ có một đồng trên mạng lưới 2.0 chứ không phải là các bạn mất tiền cho nên các bạn cũng không cần phải quan tâm đến cái điều đó dần tới những cái thời điểm uh, phase 0, phase 1, phase 2 xong sẽ giải thích hơn cho các bạn hiểu được là các bạn cần phải lưu trữ Ethereum ở đâu và cần phải làm gì tại vì bản thân thường vẫn đang lưu trữ đồng Ethereum và để không xảy ra cái vấn đề là item là bị chia ra làm đôi nữa Các bạn cũng đã nhớ là Ethereum trước đây là một mạng lưới Sau khi mà cái vụ hát liên quan tới cái ứng dụng đào xảy ra thì lúc đó mạng lưới của Ethereum đã bị chia ra làm hai tại vì có nhiều cái ý kiến trái chiều với nhau cho nên chúng ta bây giờ mới có đồng Ethereum và đồng Ethereum Classic thì để tránh trường hợp mà mạng lưới Ethereum lại bị chia ra làm hai nữa thì trong cái giai đoạn mà Ethereum phase không và phase 1 thì Ethereum sẽ kích hoạt một cái gọi là difficulty time bomb có nghĩa là một cái bơm độ khó cái bơm độ khó này sẽ làm cho mạng lưới đào của Ethereum ngày lại càng khó đào hơn cho tới một lúc nào đó là người đào sẽ bỏ cuộc tại vì sao? tại vì lúc đó là đào không còn có lời nữa mà lỗ quá nhiều cho nên họ muốn làm kích hoạt bơm độ khó này để cho những cái thời đào bỏ cuộc và không đào sẽ giảm đi cái nguy cơ mà cái chuỗi bị chia ra khi mà 1.0 và 2.0 à, thực sự là hòa nhập với nhau và 1.0 sẽ không hoạt động nữa. thì khi mà chúng ta thấy item 2.0 này được kích hoạt thì bắt đầu từ giai đoạn không tuy là lúc này chúng ta vẫn chưa có thấy những cái chế độ này staking được hoàn thiện đối với thượng là một điều sẽ dẫn đến đó chính là nhiều người hơn sẽ đi lưu trữ Ethereum cũng như là hiện tại các bạn thấy là Cardano tuy là chúng ta vẫn chưa bắt đầu là staking và nhận được lợi nhuận giữa tháng 8 các bạn mới nhận được lợi nhuận đầu tiên nhưng mà cũng đã dẫn đến việc là nhiều người bây giờ đã đi mua đồng Cardano để họ lưu trữ sẵn khi mà staking có thì họ sẽ đưa đồng Cardano vào staking để mà kiếm lời thì khi mà cái giai đoạn không chúng ta có nhà chính thức là khi nào phát hành thì lúc đó các bạn sẽ thấy được là sẽ có nhiều người hơn cũng sẽ làm cái điều tương tự và mạng lưới Ethereum là mạng lưới mà lớn hơn cộng đồng nhiều hơn tôi nghĩ là giá cả lúc đó sẽ có sự tăng trưởng mạnh nhiều người hơn sẽ đi mua Ethereum và đặc biệt là trên mạng lưới của Ethereum không giống như là Cardano các bạn cần phải có ít nhất là 32 đồng Ethereum để có thể tham gia vào staking có nghĩa là một người phải mua cái số lượng Ethereum 32 đồng này với cái giá hiện tại là khoảng chừng là 7 000 đô la Cái bạn mới có thể tham gia vào staking được Thì cái số lượng ví mà lưu trữ hơn 32 đồng Ethereum đã, đã tăng lên rất là nhiều Đây là một bài viết mà hồi tháng 6 ngày 8 tây Thì đã nói là cái số lượng ví trên mạng lưới của Ethereum mà có ít nhất là 32 đồng Ethereum đã tăng lên 13% năm nay Chúng mình thấy được là đây là cái số lượng ví của Ethereum có 32 đồng về Ethereum hay là hơn số đó đã tăng lên Thì tôi nghĩ là càng ngày khi mà chúng ta càng đến gần cập nhật Ethereum 2.0 Nhất là khi chúng ta biết được cái ngày chính thức là khi nào sẽ có Ethereum 2.0 giai đoạn 0 Thì lúc đó người ta lại càng sẽ đi mua thêm Ethereum để chuẩn bị cho staking sau này Và đối với thường đây mới là cái điều mà thường đang trông chờ về mặt giá cả của Ethereum tại vì chúng ta muốn giá cả tăng lên thì thật ra nghĩ một cách đơn giản là các bạn cần phải có cái số lượng nguồn cầu nhiều hơn là nguồn cung và bây giờ thì các bạn thấy được là về mặt nguồn cầu để mà trả phí thì không có cao về mặt DeFi thường cũng mới vì giải thích với các bạn là ở thời điểm hiện tại người ta đi mua Ethereum để tham gia vào DeFi thì vẫn chưa phải là cái số lượng người nhiều nhưng mà ngược lại khi mà chúng ta nói tới Staking thì sẽ dễ hiểu hơn Người ta chỉ cần là mua 32 đồng Ethereum Sau này chúng ta sẽ có những cái sàn giao dịch mà các bạn gửi đồng vào để mà Staking Hay là có thể có những cái Client các bạn Stake trực tiếp à, Thông qua ví chữ lạnh chẳng hạn Thì điều đó sẽ làm cho cái nhu cầu của Ethereum tăng lên Đây mới là điều mà sẽ dẫn đến giá cả của Ethereum bùng nổ sau này Và đây là tất cả những gì mà liên quan tới Ethereum Mà thường đang suy nghĩ hiện tại thường muốn đem đến cho các bạn Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Và nếu các bạn có cảm nghĩ gì về Ethereum hãy comment ở phía dưới. Các bạn có đang lưu trữ Ethereum hay là không hay là các bạn đang lưu trữ một cái hệ thống khác như là Cardano và các bạn có nghĩ là Cardano hay là một nền tảng khác sẽ xoán ngôi Ethereum trong thời gian tới đây hay không? Hãy comment ở phía dưới. Và nếu như mà các bạn muốn theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội thì bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này. Các bạn có thể tìm thấy à, những cái link chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter hay là các bạn muốn tham gia vào những cái sàn giao dịch crypto thì trước khi mà các bạn tham gia vào một cái sàn nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần capital như là ưu đãi liên quan tới sàn NAPX hay là sàn Bybit hay là ưu đãi của sàn Binance và sàn Coinbase sàn NAPX và sàn Bybit là hai sàn margin và sàn Bybit bây giờ thì sắp sửa tổ chức một cái cuộc competition một cái cuộc thi đấu mà các bạn muốn tham gia thì các bạn có thể bấm vào những cái link của những cái mạng xã hội các bạn sẽ tìm thấy những cái bài viết chi tiết liên quan tới cuộc thi đấu này, này như thế nào. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.